Hướng dẫn sử dụng. Bước 1. Cấp nguồn điện cho máy. Bước 2. Mở nắp máy, đẩy vào hút có chốt hút chân không theo chiều mũi tên. Bước 3. Đặt miệng túi cần hút vào vòi hút và đóng nắp lại. Bước 4. Dùng hai tay ấn mạnh hai bên để cố định lại túi hút. Bước 5. Điều chỉnh thời gian hàn, sau đó bật công tắc on. Lưu ý khi sử dụng, không nên để thực phẩm quá đầy túi hút và kích thước túi luôn nhỏ hơn kích thước thanh hàn. Nên bọc giấy hoặc báo với các thực phẩm có các góc cạnh hoặc sắc nhọn để đảm bảo cho túi hút sau khi hút chân không xong không bị rách, đảm bảo hiệu quả hút chân không cho thực phẩm. Chú ý vệ sinh máy thường xuyên bên trong buồng hút sau mỗi lần sử dụng. Thường xuyên chú ý vệ sinh giải hàn miệng túi, tránh trường hợp để cháy gây ảnh hưởng đến khả năng hàn và làm xấu mẫu mã sản phẩm. Máy không thích hợp dùng cho các loại sản phẩm dạng nước sốt, dạng lỏng hoặc thực phẩm nước canh, nước chấm có độ lỏng cao.